Mến chào cả nhà, mến chúc cả nhà luôn ăn vui và thật nhiều hạnh phúc. Hôm nay khu vườn mình cho nước vào hơi nhiều, ngập luôn mé bờ. Có những chỗ bờ thấp thì nước sẽ tràn lên bờ luôn. Do vậy những con ốc nó theo lên bờ. Khi nước rút thì có một số con sẽ bị mắc cạn lại. Mình chờ nước rút, mình sẽ đi tìm những con ốc còn bị mắc cạn để giúp mé mấy trở xuống ao. Nếu không một lát trời nắng lên là mấy mấy sẽ bị chết thì tội nghiệp lắm. Nước đã rút, giờ mình sẽ đi tìm những con ốc bị mắc cạn.
mình tìm được bao nhiêu ốc nè. Giờ mình sẽ thả xuống ao, hy vọng là không bị bỏ sót con nào.